Tổ chức phi chính phủ cho biết các biện pháp chế tài mới tạo nguy cơ cho các nỗ lực cứu trợ tại Bắc Hàn. Tin từ Hà Trù, một tổ chức phi chính phủ hôm nay cho biết các biện pháp trừng phạt mới áp đặt đối với Bắc Hàn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 trong năm nay tạo nguy cơ đẩy đất nước này chìm sâu hơn vào một thảm họa nhân đạo do tạo ngăn cản các nỗ lực cứu trợ. Những hình ảnh này được quay gần đây và được cung cấp bởi tổ chức phi chính phủ của Đan Mạch mang tên Sứ mệnh phía Đông, cho thấy các trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính trong một trại trẻ mồ côi ở Hà Trù, thủ phủ của tỉnh Hoành Hì, ở phía nam của Bắc Hàn. Ông Kim Hartner, giám đốc điều hành của tổ chức NGO, cho biết 750 trẻ em mồ côi nhận được sự hỗ trợ của họ đã cho thấy một sự cải thiện so với năm ngoái, khi có đến 70% trong số các em đã bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tuy nhiên, ông cho biết sự cải tiến này là kết quả trực tiếp của sự viện trợ của họ, trong khi tình hình kinh tế của quốc gia cộng sản nghèo khó gần như bị tê liệt. Hoa Thịnh Đốn đã áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 3 đối với Ngân hàng Ngoại thương của Bình Nhưỡng với lý do là ngân hàng này giúp cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Lệnh trừng phạt này cấm các tổ chức và cá nhân Hoa Kỳ giao dịch với ngân hàng. Một số tổ chức cứu trợ châu Âu cho biết các ngân hàng của họ ở châu Âu đã ngừng gửi tiền đến Bắc Hàn do các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ làm cho họ gặp nhiều khó khăn để mang tiền vào quốc gia nghèo khó này. Những biện pháp trừng phạt này có nguy cơ đẩy Bắc Hàn xuống vực thẳm, đặc biệt là nếu như quốc gia này bị thêm thiên tai. Những đợt thiên tai như bão, mưa lớn hay thất thu sẽ tạo ra một thách thức khó khăn cho tổ chức cứu trợ. Một nạn đói trong những năm 90 được ước tính đã giết chết 1 triệu người Bắc Hàn. Các chuyên gia nói rằng tình trạng thiếu lương thực kinh niên phản ánh sự thất bại trong hệ thống kinh tế tập trung của quốc gia cộng sản đã suy sụp sản lượng nông nghiệp. Nạn phá rừng trên diện tích rộng đã làm cho khu vực nông nghiệp của Bắc Hàn ngày càng dễ bị thiệt hại bởi lũ lụt và hạn hán. Hồi đầu năm nay, Liên Hiệp Quốc cho biết 2.8 triệu người Bắc Hàn đang cần viện trợ lương thực thường xuyên và mức độ suy dinh dưỡng mãn tính và an ninh lương thực rất đáng lo lắng. Tổ chức Sứ mệnh phía Đông đã hỗ trợ lương thực cho khoảng 50.000 người ở Bắc Hàn từ năm 2011 và vừa hoàn thành một chương trình khác cho khoảng 20.000 người ở tỉnh Quảng Hải.